lúc bấy giờ thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương bắc tên là tối thắng có phật hiệu là thắng đế như lai ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thệ thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt già phạm đang an ổn chú trì tại đó nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho chúng đại bồ tát trong đó có vị bồ tát tên là thắng thọ thấy hào quang lớn này cõi đất biến động và thân tướng phật lòng xanh thắc mắc đi đến trước phật đầu lại hai chân phật bạch bạch đức thế tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này khi ấy đức phật thắng đế bảo đại bồ tát thắng thọ này thiện nam tử ở phía nam của cõi này trải qua vô số thế giới có thế giới tận cùng tên là kham nhẫn có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, bạc giả phạm, nay đang an ổn chú trì tại đó, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này. Thắng thọ nghe rồi vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn con nay xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng Đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma Địa, Thần Thông Tự Tại ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật, cúi xin Ngài rủ lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật Thắng Đế bảo Bồ Tát Thắng Thọ hay thay, hay thay, này đã đúng lúc, được ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cảnh hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm trao cho Bồ Tát Thắng Thọ và dặn. Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni như lời ta dặn bạch. Như lai thắng đế xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi Phật kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó khi ấy bồ tát thắng thọ nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại bồ tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ chân phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương tràng phan lọng báu y phục trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường vô số cõi Phật ở phương Bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên, Bồ Tát Thắng Thọ tiến tới trước Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, ở phía bắc của cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Tối Thắng, Phật hiệu là Thắng Đế Như Lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, bạt giả phạm. Xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn, Ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng dòng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy rồi giải trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Bắc do thần lực Phật khiến cho các hoa sen này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói Pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. hữu tình nào nghe được nhất định đều đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy thắng thọ, và tùy tùng thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen phật và bồ tát xong lui ngồi một bên cứ như vậy từ thế giới tận cùng ấy đến đây tất cả các cõi phật ở phương bắc Mỗi cõi đều có các đức như lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng. Tại chỗ các đức Phật ấy cũng đều có một vị Bồ Tát đứng đầu thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động và thân tướng Phật đều đến trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này? Khi ấy các đức Phật kia ngày nào cũng đáp ở phía nam của cõi này có thế giới kham nhẫn có phật hiệu là thích ca mâu ni sắp nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát do thần lực của phật đó nên mới hiện điểm lành này các vị bồ tát hàng đầu nghe xong vui mừng ngày nào cũng đều xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường phật và các vị bồ tát các đức như lai kia khen hay và cho đi các ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn người đem hoa này đến chỗ phật kia bạch lại đầy đủ lời ta xin ân cần thăm hỏi ngài được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng việc đời chịu đựng được chăng chúng sanh dễ độ chăng rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm phật sự người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi phật đó và các vị bồ tát chớ sinh lòng khinh coi thường mà làm